kiểu như là không biết ông mặt và ba má luôn chứ không phải Đi tới là giờ cũng không biết đâu luôn. à dạ không biết luôn. Rồi chuyến đó em kể làm sao á mà em mà đi làm mà bị tai nạn vậy? Tại kiểu như em chạy shipper rồi kiểu như người ta là kiểu như người ta nhậu xỉn này kia, xong người ta chạy ngang người ta đụng rồi em bất tỉnh luôn, 2 ngày sau mới tỉnh lại. Em thấy là cái giò em là vậy, là bị vậy luôn chứ không có biết gì nữa. Mà cho anh hỏi là tại sao lúc mà đẻ ra 2 tuổi là ai nuôi mẹ, không biết ba mẹ em ở đâu luôn hay sao? Dạ không biết em mẹ nó ở đâu luôn. Là ai nhận nuôi em mà tới giờ? Dạ mới đầu là ông bà ngoại kế bên nhà, xong rồi mới thấy nuôi này kia, kêu đưa qua bên ông tám mà tám nuôi nuôi giùm. Đi đâu hả? Dạ mới nói đi vô ăn sao. Rồi kêu ăn sao làm gì? Bằng âm dây bằng âm bằng anh vô ăn sao làm gì hả? Vô kêu ăn sao làm gì hả? Hả? Hát cả. Thôi bây giờ bữa nay không có hát đâu rồi. Hát hôm nãy lên bị bóc bản quyền quá thế à. Anh sao ơi. Rồi có gì hỏi thăm anh Sang hỏi anh đây. Anh sao ơi, cho em hát bài. Thôi đừng có hát, hỏi sao thôi. Anh sao? Lên bị bóc bản quyền quá thế rồi. Hỏi anh Sang ơi khỏe không? Anh sao phải không? Nè anh Sang ơi, khỏe không? Không khỏe luôn. Khỏe hả? Gọi cái chương Sang khỏe chưa? Có chương Sang bớt chưa Sang? Bớt rồi. Sắp đi được. Chuẩn bị chở mình đi chơi nè. Dạ cảm ơn anh. Thôi có dán cái già cho nó là hết là hẳn mình hết lên mình đi cứ tới giờ tao tới được rồi giờ phải không? Ok thôi có giờ bị chân cũng tội nghiệp rồi. Rồi hỏi anh Sang sao cái chân anh bị gì á? Là mình tới xe mọi người. Tới xe tới xe mọi người tới đâu? Tới hồi lúc đi thành phố làm á. Đi làm ta rồi anh tới xe cho nè. Dạ rồi tới xe bán rồi. Rồi anh ở đây anh ở dài hỏi anh coi. Bây giờ nó có vợ rồi. Đâu vợ đâu? Dạ đâu có vợ đâu? Bên có nào có mình anh hả? Có mình anh à, có mình anh à. Vợ đâu? Còn anh ơi mà vậy thì là ông mới chở đi chơi được anh. Chuẩn bị tuần nữa này, tuần nữa chở đi chơi sắp lành thôi chứ chưa lành. Anh tết đi gì? Nói chuyện tết như tới rồi anh ơi. Dạ anh ơi mà có vô tuổi là mỗi giá người rồi anh. Vô tiếng này không biết. Còn tao người mà tao người không biết luôn. Rồi đó. Không biết giá hả? Không biết giá. Rồi xa xưa. Em biết giá luôn rồi đó. Gì hả? Giá nó 2 triệu. Đô 2 triệu luôn. Là 2 triệu bao nhiêu? Phải không? Bên kia 300. Đô vô bên phải là 700. Đô giá vô 500. Sao em hỏi trời sáng giờ đi đâu à? Sáng giờ em đi đâu à? Sáng giờ em đi chơi. Đi chơi đâu? Chơi với vợ. Đi chơi đâu? Đi chơi với bé Tuyên. Bé Tuyên nó buồn lắm. Có dẫn đi ăn nghe uống gì không? Có, bà vẫn ngủ ngoài chợ. Dạ. Đi phải bắt chơi luôn. Đù. Ngủ 2 đêm. Ghê à? Cho mình lấy máy bay về tới 2 giờ. Đù, lấy máy bay luôn. Lên máy bay rồi nó khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ tới đồng hồ đó. Có đi Mỹ không? Có đi Mỹ không? Chờ đi Vũng Tàu luôn hả? Đi rồi à? Vũng Tàu luôn. Mỗi biết lái máy bay luôn hả? Dạ. Biết lái máy bay luôn. Biết thì rồi à ba bển tại mấy thằng mà gì hả? Được cầm đi nước ngoài cũng được, đi ra ngoài chơi rồi chở vợ đi du lịch chụp hình ăn lẩu ông muốn dưa ăn cua tắm điện thoại cho vợ rồi tắm hơi đi bao cho vợ mà chưa có tiền bông được tại chưa có tiền đúng không? Dạ thì bữa nay em bữa nay anh đến anh bữa nay em đến đây không anh thôi. Vậy hả? Anh chào những khán giả rồi. Rồi chào em, chào quý vị khán giả. Chào các bạn nha. Các bạn đã xem kênh của anh Trâm Điện Vui rất là vui vẻ nha. Của mình là có khách Trâm Điện Vui một đa nha. Bấm ơn cứ ủng hộ ngồi các khách bà con yêu mến em giống yêu á. Cảm ơn ước mơ. Mọi người ơi, ước mơ, dạ anh Trâm Điện Vui của em á là ước mơ có chút xe Honda. Chút xe Honda. Có chút xe Honda, chút xe Honda đó, đặng cho nó đi chở, đi chơi rồi nọ. Sao anh mà kêu xin nó vậy vậy? Thấy sao? Dạ anh Trăng. Anh Trăng của em á là nó ước mơ là có được chiếc xe Honda cho năm mươi bằng xanh thì tặng nó chở đi chơi. Chở à? Chở em à? Dạ chở em đi chơi. Chở em đi đâu? Chở đâu? Chở được coi vậy được có mấy tiền hả? Đi chơi. Dạ chở đi có mấy tiền như vậy? Dạ qua chân chở mọi người. Ông bị vợ ông bắn. Ông bị vợ nó làm sao? Dạ ông về vợ mới cả không có chịu giả con cho con lợn mình nữa thì ba bảnh nó đập ông về vợ nó thẳng làm về vợ con sao nó thẳng ông về vợ luôn mà anh tính nói gì ông về vợ ông nói sao
Rồi nó ba nó ba đừng có mắc dở con, tội nghiệp con lắm. Ở nhà có hai mẹ con hưởng thủy là mẹ em đã bệnh cha đảo. Rồi bị rỉ răng nữa. Rồi bây giờ em được vợ được mắc dở con khổ lắm, bây giờ có gì giả dâu đi. Cái bà Tường vừa làm dâu nuôi mẹ. Con chứ bà Tường bây giờ năm nữa là hành đời, năm nữa là bọc luôn rồi đó. Năm nữa là quất luôn. Tổng ra quất luôn. Cái ghê hả? Hưởng thủy luôn, tổng phòng luôn. Cái ghê hả? Rít luôn. Hai cá luôn. Mà tại vì là năm nữa là động phòng được rồi. Sao hả? Tại vì năm nữa động phòng mà bữa tiên lớn rồi cưới được rồi. Cưới vậy sau này là hai đứa sau này là ra bằng nuôi ra chăm sóc cho mẹ. Trắng muốn ăn trắng thì kêu mẹ đưa tiền đi. ăn tô cháo 15 ngàn không à? Dạ 5 ngàn ăn cháo năm mà uống cà phê. Vậy tô cháo nè ăn tô cháo 15 ngàn cà phê. Tô cháo 5 ngàn là sao? Bây giờ 10 ngàn tô cháo 5 ngàn đưa cà phê. Còn tôi chưa ăn muốn riêu. Được. Chưa ăn thịt già nấu chua. Được. Ăn được chữa dễ lắm mọi người. Tối ăn gì? Ăn mì tao khô. Được. Cứ ăn mì nước. Ăn ngày 2 trâu đó. 4 ngày 2 giữa. Rồi 3 ngày 2 giữa luôn. Ăn cho mau lớn lên. Ăn cho có chút. Ăn cho có chút khỏe lặng lớn có vợ. Em nói sao mà sang cười vậy? Anh chàng không phá em mà. Vậy anh sang ở gì ở đây với anh? Trời có mã bữa nào có dâu nào bữa nào thì bữa tiên qua chứ bữa tiên cả dâu nha. Rồi họ hỏi cho anh Sang ở đây với ai à? Anh Sang ở đây với ai à? Anh đâu có mình phải không? Anh ở đây với mình. Anh đâu có mình à? Rồi hỏi cho ba má anh đâu mà anh ở đây không mình. Ba má ở đâu à? Đâu có mình. Anh không có ba má. Anh không có ba má ở đây. Có ba tám em hả? Trời tại được cái tụi lo mà cái ba má không có. Còn em rồi Sang cho anh hỏi là cái lúc đó mà em đi làm á rồi bị tai nạn rồi ba má đâu hết rồi? Em từ nhỏ là nó vậy rồi anh ơi. Tầm 2 tuổi là kiểu như là không biết con mặt và ba má luôn chứ không phải. Tới giờ cũng không biết đâu luôn. À dạ không biết luôn. Rồi chuyện đó em kể làm sao á mà em mà đi làm mà bị tai nạn vậy? Tại kiểu như em chạy shipper rồi kiểu như người ta là kiểu như người ta nhậu xỉn này kia xong người ta chạy ngang người ta đụng rồi em bất tỉnh luôn, 2 ngày sau mới tỉnh lại. Em thấy là cái giò em là vậy là bị vậy luôn chứ không có biết gì nữa. Mà cho anh hỏi là tại sao lúc mà để cả 2 tuổi là hay nuôi mẹ không ba mẹ em ở đâu luôn hay sao? Dạ không biết mẹ em ở đâu luôn. Là hay nhận nuôi em mà tới giờ. Dạ mới đầu là ông bà ngoại cái bên nhà xong rồi mới thấy nuôi này kia kêu đưa qua bên ông tám bà tám nuôi giùm rồi từ đó tới giờ nuôi luôn á. Vậy là ông bà ngoại có ông thấy bà ngoại ruộng đó hả? Dạ. Đó, ông ở đây vậy á đừng có hiếp anh Sang nha. Dạ. Sang không bây giờ ở con mình rồi. Dạ. Em với anh trai là bạn bè mà bữa nào cũng vô học hát hết trơn á. Dạ bữa nào cũng vô hết trơn, cháu thì vô hát đâu rồi. 6 giờ vô hả? Bữa nào bu ghiền hả? 7 giờ rưỡi vô. 7 giờ rưỡi hả? Có bạn bè anh em đông lắm, anh em dòng họ, bạn bè chợ già mưa chùa đông lắm. Rồi bữa nào cũng vô đi uống cà phê hết trơn á. Còn khi mà có giờ anh vậy là tôi không được, có giờ cũng không chút thời gian cũng làm rồi, còn có mời còn ma mà chưa có làm nè. Cũng vắng mà giữa giờ cho nó làm đi đi bình thường được không? Rồi đâu cô lỡ hỏi anh Sang ơi khi giờ cái giờ anh lành lên tính làm công việc gì hỏi anh Sang ơi. Anh Sang ơi mà bữa mà có giờ anh lành lại là anh tính làm công việc gì ạ? Anh tính buôn bán thôi chứ giờ làm được gì giờ? Buôn bán mà muốn bán gì lắm? Anh không biết nữa tới đâu hay tới đó chưa đi được mà. Từ đó là bá tám á là bá tám á là kiếm cái việc gì ngã cho làm đi. Làm kính tường như con này là cưới vợ đâu. Có con có chăm con để cá với người ta, có bạn có bè làm ơn với người ta đó. Được. Đó. Anh Trâm ơi. Thì em có bằng lai danh Sang cô nào không? Anh Sang đâu có ở đây ngoài, đâu có đi cua ai được cái giò gì, đâu có đi đâu được đâu. Có thằng đứa bữa đó em thấy bạn gái nó ngồi đó. Bạn gái nào chứ không bạn chứ đó. Có rồi, em có bạn gái rồi. Bạn gái rồi. Dạ. Mà kiểu như cũng đi học người kia xa chứ không có gọi là ở gần ngoài. Lúc đó em học được lớp mấy là sao? Dạ là khi nào vậy? Là bây giờ hả? Em học được tới lớp 12, xong lớp 12 rồi em mới đi ra Sài Gòn. Em kiểu như em làm người kia, em chạy shipper rồi xong bưng quán người kia cái kiểu như là gì làm được là làm hết. Bây giờ em cho anh hỏi một tí nha, tại cái vấn đề thắc mắc một chút. Dạ. Xin phép cô lượm xì tốt lên chút hỏi sao á.
là tại sao lúc đó mà sinh ra mà không biết ba mẹ ở đâu là sao? Là tại kiểu như ông ba ông bỏ em lúc đầu là ông bỏ đâu ở trên núi thì ở trên núi rồi từ từ cái đem về đây gửi một ngày hai ngày, ý là gửi cho người lạ đó. Đúng rồi, dạ đúng rồi, gửi cho ông bà tám đây cũng kiểu như quen biết bữa hay bữa gì đó, ý là quen tình cờ gặp chứ không có bạn. Dạ dạ, xong rồi cái bỏ đây luôn, gửi đi luôn, xong rồi cái là nuôi tới giờ luôn, là cái bỏ đi luôn là nó giờ không gặp mặt luôn. Dạ 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 đó. Rồi cái chuyến mà em bị tai nạn đó đó, cái chân em á, rồi chi phí đâu mà chữa trị? Dạ cũng có mạnh thường luôn, mạnh thường quân cũng trợ giúp này kia chứ không có. Ý là gì, nhờ mấy vô tình thôi không? Dạ. Cái dạ. Vô tình có mấy người khác đưa tới đây mà. Dạ. Là quay cái có nhà hảo tâm tài trợ cho em cái giò mà bị tới đây được bao lâu rồi? Dạ cũng được một năm mấy. Năm mấy rồi? Dạ không có đi làm thì bỏng hết. Chưa được năm nữa. Không, một năm mấy không mà. Tới đợt đó là tháng 11 tới giờ. Rồi năm nay em được nhiêu tuổi thì sao? Em được 20 tuổi rồi. Dạ, một cái chàng trai 20 tuổi. Bây giờ đó, không biết cha mẹ mình là ai luôn. Cái gì cũng giả, thấy em nó còn động thêm. Thế là lúc mà cái anh gây cho em tai nạn đó rồi, em có nhìn thấy mặt anh đó không? Dạ, cũng có kiểu như là mới xong này kia là đưa vô bệnh viện là em kiểu như là nằm kế em luôn. Nằm kế em luôn. Dạ. Rồi người ta có chịu chi phí gì tiếp em không? Dạ cũng có chịu một ít thôi chứ không có nhiều quá. Dạ. Rồi chứ nó xong là nhiều tiền không? Dạ cũng là tại sao anh? Là ý là chi phí xong là nhiều tiền không? Dạ cũng nhiều. Nhiều quá hả? Dạ. Nhiều quá cho nên nó giảm mới vậy đó. Dạ. Vậy chắc cô Lượm này mới biết em đây thôi gì? Dạ. Là lâu biết lâu rồi, còn nhỏ đó. Biết từ lúc nào, biết anh từ lúc nào? Từ lúc nhỏ đó. Lúc mới đầu chọc phải không? Ờ. Lúc mới đầu chọc á, chưa có đầu, chưa có tóc bình thường gì nữa. Giờ đẹp trai phải không? Dạ. Giờ đẹp trai không? Còn nhỏ làm sao này, nói chuyện cũng giống bê tơ luôn. Nó có giọng con giá luôn á. Con gái là sao? Nó giọng tự nhiên con gái luôn hả? Nó giọng giá lắm, giờ lớn lên nói chuyện đàn ông bình thường nè. Em cũng vậy nè, còn nhỏ cũng nói em với mẹ cũng nói chuyện giống giá nè, giờ lớn lên cũng nói chuyện đàn ông bình thường nè. Đó. Anh Sang 20, em 19 năm nữa em cũng 20. Mà anh Sang nói chuyện giống gái là nói sao em giả giọng luôn rồi. Sao giống gái? Giống gái thì giống chọc. Còn nhỏ cậu đầu chọc á, còn nhỏ em giờ thì đến bây giờ lớn lên là bắt đầu bình thường đó. À, em mà em bình thường hả? Ý là cái giọng anh nói giọng gái là nói sao? Không biết làm sao. Đâu sao mà em biết, không biết sao mà em biết giọng gái là sao? Vâng. Còn bả thì không biết bả luôn. Không biết bả luôn hả? Là không có đúng không? Còn ngã mà, còn ngã là đây là cũng chưa có dâu, giờ đó mới có dâu nè. Em cũng định hả? Giờ đó chưa vợ cạo dâu lùm. Đợi bữa tiên qua chưa bữa tiên cạo dâu. Bữa tiên biết chăm sóc cho em lắm á. Bóp da cho em mà, em bóp da rồi cho nó nữa. Phục vụ cho nó. Năm nữa cưới là bạn ơi. Em chỉ chiêu sao cho anh Sang giống em ơi, mới vậy mà đã 5-6 con gậy rồi. Được rồi. Anh tới em á. Em à. Ờ. Anh tới là bà vợ lận. Năm bà vợ lận. Em chỉ chiêu cho anh Sang thì sao mà cua được chỉ cách cô ấy sao cua được hay vậy. Mới đầu mình lỡ gái mình cua mình nói xong. Nó em có tiền không thôi mình đi trà sữa đó. Trời ơi. Nói gì luôn hả? Em có tiền không đi trà sữa hả? Rồi cái bên kia trả lời sao? Nó có nó dạ ok đi. Mình đi luôn. Là cô thứ nhất, rồi cô thứ hai em chọc sao? Cô thứ hai là sao? Cô thứ hai chọc bả luôn. Vậy? Cô thứ hai chọc bả luôn. Chọc bả là sao? À, con thứ hai chọc nó bả luôn. Ngon à, ngon à. Ý là cô thứ hai nói gì thinh vậy là tao bỏ luôn. À. Tao chịu luôn. À. Còn cô thứ ba là sao? Cô thứ ba là sao? Còn cô thứ ba là có chồng rồi. còn đó bữa tiên đó bữa tiên bây giờ có chồng rồi đó. Chồng mới lại em nè. Em chọc cái tiền sao em kể lại cho quý khán giả được nghe coi. Giờ em chọc sao với tiền chịu em kiểu em vô nói sao nói mà bây giờ em chịu anh không nói chuyện thiệt là em anh hỏi là nó em thân thử con giả nó giả thân thiệt thân thiệt mà đợi em đủ đổi làm mới dám cưới được chứ giờ còn ngã không cưới được chừng nào cưới lại là mới ngủ chung mới được á thì mới không được á giờ chưa có giờ còn ngỏ vợ chưa cưới là chưa cho hôn đúng không? Dạ không ta được không tay được nó ta là con vợ vậy hả mất xa là được mất xa được ha.
nắm lưng là được phải không? Dạ, chứ dạ chứ không được, không được, nó cưới xong không. Cưới xong mới không được ha. Dạ. Tại em mới 19 tuổi là năm nữa là em 20 tuổi là năm nữa là em đủ tuổi rồi đó. À. Em năm nữa là em lớn hơn rồi đó. Lớn hơn. Cho nên em bằng với tiền á, có được bằng với tiền mới chừng mới triệu. Ờ, bằng sao em bây giờ em lớn, em nói sao em gói là đồ hình luôn. Dạ. Bé Tiên bây giờ nhỏ tuổi như em mà năm nữa là em mới bằng bé Tiên rồi sao? Tôi tự bằng em luôn. Bằng rồi cưới luôn chứ sao giờ? Cưới là tấm cưới là chưa mà ông chưa mà bây giờ là hiện tại giờ em nhiêu tuổi? 19 năm tới là em nhiêu tuổi? 20 à anh ơi. Dạ. Cưới với Tiên là kia mà đi ba bển làm trôi đi vô làm trôi có một à. Nói chuyện với ba với mẹ với ngoại với dì tư với ông dì vợ với bà dì vợ nói là miễn mà gia đình miễn mà kiểu hết trơn á là kiểu rất vừa hà luôn à. Bán hồ chuối luôn à. Bán hồ chuối luôn con chú cha là bé Tiên phụ bố Tiên phụ ở nhà có hồ chuối bán hồ chuối luôn cô em bưng bữa tiệc rượu trâu ở bếp tôi la bàn rồi đó bưng cà phê cũng được bữa tiệc bưng cũng đập đi dâm to làm chuyện mới đủ sống á chứ thì là chứ cứ vợ giờ ngầm chơi rồi đâu có được cứ vợ giờ phải biết la làm ăn la cho mẹ tại mẹ phải ở trong mình tôi mới dám bán được chứ mẹ bệnh già rồi không có bán được dạ tôi làm trường khám mới về mà có đầu chưa có hết nữa uống thuốc nam vô cho nó hết tầng hai tầng ba tầng nó mới hết bởi mà có đầu một phải là một quán là bán được đó nhưng giờ chưa phải là có bán được phải là bán được phải không dạ tính chuyện nào phải chưa biết nữa uống ba bốn năm vô coi sao không có được ta thử trong có là mình thử trong đầu mình đó sâu không uống thuốc gì mà uống thuốc nam trời uống thuốc trà là bạn không có hết đâu uống thuốc nam nó mới hết vậy dạ. Sao mà mẹ bị bệnh mà tự nhiên xuống răng là sao xuống răng là bị dữ đó tự nhiên bệnh thì xuống răng luôn dạ. Dạ con cũng còn mạnh thường quân cũng giúp đỡ cho mẹ em à. Mẹ ruột em mẹ vợ em được có dân được có dân được cặp vô với người ta cứ đỡ chứ đỡ già quá già ăn cháo lại không có được đâu ước mơ cho mẹ được nhà hóc tâm tài trợ cái hầm găng quên cái hầm kia luôn anh để mẹ làm gì để mẹ cặp thương à. Rồi cặp thương với người ta không có dân là già quá già ăn cháo lại đâu có được còn cái hầm dưới là còn hầm chân nữa hấp chân ý là bây giờ hầm dưới là còn đầy đủ chỉ còn thiếu hầm trên thôi hầm trên là nó dùng hết trơn luôn dùng hết trơn luôn dạ. Em ước ao dạ. Có nhà hấu tâm nào hả à, em ước ao dạ là có ước mơ ước mơ hiểu không ước mơ có nhà hấu tâm nào còn có mạnh thường quân tài trợ giúp đỡ cho mẹ em cho mẹ em hết trơ đảo ở đầu giờ tại người ta bị trượt não bị khuyến máu não rồi đó mà em trượt máu não khuyến máu não giúp đỡ cho mẹ em hết bệnh giúp đỡ cho mẹ vợ em nữa rồi con trai mẹ vợ em chứ mẹ ruột em được có răng để ăn uống đầy đủ tôi cặp chân không thì tôi cặp chân cặp phẩm cho người ta chứ đỡ dụng răng là chỉ là ăn cháo hoài là không được còn giúp đỡ cho anh sang rồi giúp đỡ cho anh sang em mới là cho tới giờ mà cho tới giờ nó làm nè cho nó làm phải không giúp đỡ cho anh sang em giờ làm rồi đỡ cho đi chơi cho nó mai dạ cũng là có mọi người tài trợ giúp đỡ mà từ khoa từ cảm ơn mạnh thường quân rất là người đã giúp đỡ cho mẹ con em với anh sang với mẹ vợ con từ khoa từ cảm ơn mạnh thường quân rất là người cảm ơn đã cho bạn rồi có nhập lại cho nha hello hello thấy từ lúc giờ anh qua đây lần này đó lần thứ hai á à dạ thì nghe mới biết được cái hoàn cảnh em là thật sự là đáng mà thương luôn quý vị khán giả em biết bây giờ là chưa từng gặp mặt ba mẹ luôn à dạ chưa biết ba mẹ là ai luôn dạ sống nhờ người quen thôi chứ đâu phải là dạ. Họ gì đâu không thấy vậy thì em cũng xin phép chị Lưu Nguyễn gửi cho em mấy chút quà để có mà một tháng em khám bệnh nhiều mà sao dạ một tháng đi xe này kia cũng tầm 2 triệu mấy hai cái máy để mướn xe ra Sài Gòn còn tái khám này kia hoài nữa người tiền đâu có dạ tiền của Mạnh Thường Quân đợt trước cũng còn được mấy triệu để mà em còn đi lại này kia thì là lúc trước đó là Mạnh Thường Quân gửi là em khám xong mà cái nhân trị bệnh em xong là còn dư tới giờ là cũng càng cạn kiệt rồi ha dạ hết luôn rồi hết rồi mà bây giờ nếu mà hết luôn là em tính sao dạ em tính để vậy cũng vậy luôn chứ sao giờ ý là khám chuyến này nữa là hết tiền chưa dạ hết luôn chứ đâu còn cái gì nữa ví dụ mà hết tiền rồi em tính sao
hết tiền thì em cũng chịu thôi, chứ sao giờ em cũng không biết làm như thế nào để có tiền để em đi tái khám này kia. Đó, đâu có gì hết dạ. Cái này là một cái gọi là người ta một cái hoàn cảnh thật sự á, đúng kỹ á. Gắt thấp hương luôn, chứ đó nhà hảo tâm gửi tiền nhiều không? Dạ cái đó thì em cũng không biết, tại vì em kiểu như là em không có kiểu như là có tiền bạc. Em hết biết cái gì luôn đúng không? Dạ em không biết gì trơn, là tiền bạc là kiểu như mẹ thằng Quân cho nhà em để cho giúp cho cái giò em để kiểu như là gắn mấy cái nóc rồi rút cái nóc ra này kia, thì em chỉ giao nhà em chứ em không giữ một đồng nào. Giữ mà bây giờ là cũng cỡ năm này ha. Dạ một năm là bà coi là trong cái quỹ đó là của nhà hảo tâm gửi là nó đã hết tiền rồi. Dạ. Rồi khám chi này nó là hết tiền luôn à? Dạ. Phía trước là em tính là nếu mà không có tiền nữa thì em khỏi đi khám luôn. À dạ. Một chuyến đi khám gì cộng là hết là cỡ bao nhiêu tiền xăng, cộng luôn tiền thuốc. Dạ nếu như cộng lên tiền thuốc á thì một chuyến thì 2 triệu mấy, nếu tính như với tiền thuốc này kia thì em nghĩ chắc tầm 3 triệu mấy á. 3 triệu mấy mà bao lâu mới đi lần? Dạ mà một tháng đi một lần. Tháng đi lần à? Dạ. Tới giờ là hết quỹ luôn rồi. Dạ. Hết cái quỹ. Thì hôm nay lại thấy mình cũng qua đây lần này nữa là lần thứ hai rồi quý vị khán giả. À, thì dạ. Mới biết được cái hoàn cảnh của em Sang là thật sự rồi rất đáng thương đó quý vị khán giả. Thì em cũng xin phép chị Tina Nguyễn ở bên Mỹ gửi em chút quà. Dạ. Để gọi là để dập từ từ khi nào dạ. Có nữa thì anh sẽ đem qua dạ. Để cho em đủ tiền mà đi khám tháng 30 mấy luôn ha. Dạ. Hết quỹ luôn. Dạ. Hết tiền luôn. Dạ. Thì đây là phần quà của chị Tina Nguyễn ở bên Mỹ dạ. Cho em là 200.000. Dạ. Rồi em có đôi lời gì nói với chị Tina Nguyễn không? Dạ em đầu tiên là em cảm ơn chị Tina Nguyễn đã cho em số tiền 200.000 này. Em biết là số tiền này cũng đối với em cũng rất lớn, tại vì em không có làm ra được một đồng bạc nào hết, nên em sẽ quý cái đồng tiền này và em cảm ơn. Cảm ơn chị Tina Nguyễn. Thì đại diện clip này đại diện cho em Sang. Dạ. Chị Tina Nguyễn rất nhiều. Dạ. Chúc chị luôn về giàu sức khỏe mà phát tài. Nữa cảm ơn cô Lượm đã vô đây hỗ trợ để quay lên cho khán giả xem. Tại quý vị khán giả đằng sau mà dạ. Em không quay một mình mà phải có cô Lượm, tại vì có cô Lượm bây giờ là nổi tiếng lắm rồi. Phải có cô Lượm vô có được xem thì mới tới tay của nhà hảo tâm này kia. Mình có cái hướng mà giúp đỡ cho em Sang trên cái giò của em nói như vậy ha quý vị khán giả thông cảm nha, chứ cái này là em nói luôn không có like của quý vị đây hết. Dạ. Tại mình thấy vậy thì lên cho có cô Lượm này kia nói chuyện cho vui cho khán giả vô coi trong. Mình có những nhà hảo tâm mà thương em Sang thì cứ mạnh tay mà liên hệ với em cho số điện thoại đi Sang, có gì khán giả thương em dạ. Thì liên hệ cho em có tiền cấp mình. À dạ, số điện thoại của em là 0963 466 757. Rồi em đọc dạ. Lại cái lắm. Dạ. Là 0963 466 757. Dạ. Dạ em xin hết. Dạ. Dạ, cái clip này thì cũng cảm ơn chị Tina Nguyễn rồi ha. Dạ, cảm ơn chị khán giả nữa. Bye bye, chào khán giả luôn. Bye bye.